Bất diệt long đế chương 4280, tiểu súc sinh này. Tìm kiếm quanh bốn phía một phen, khí tức còn lưu lại, nhân tộc kia chắc chưa chạy xa. Nhân tộc. Quanh chỗ chúng ta đâu có nhân tộc, tên nhân tộc này vào đây bằng cách nào? Quanh đây chết rất nhiều phù du thú, từng không giống chỉ có một nhân tộc, còn có võ giả khác nữa, phương thức công kích cũng không đồng nhất. Tìm, bọn họ chưa chạy xa. Đám cường giả này rất lợi hại, đảo quanh thần trì một vòng, lập tức cảm ứng được khí tức lục ly. Lục ly từng hiển lộ ra thân hình, lại không hiểu được thu liễm khí tức, Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên lại có tu luyện qua thần thông kiểu này, khí tức không lưu lại dù chỉ một chút. Chẳng qua Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương đánh giết phù du thú lâu như vậy, rất dễ bị người đoán ra. Đám cường giả lại không cẩn thận đi ra xét thần dịch, bởi vì bọn hắn còn chưa động tới thần dịch này, không rõ ràng thần dịch rốt cục có công hiệu gì bọn hắn chỉ thăm dò thần dược dưới đáy thần trì, thấy không bị ngắt lấy liền không để ý nữa. Chúng cường giả khoái tốt ra tìm, mấy người một tổ, còn dám thị lẫn nhau, tránh miễn người đi vào là võ giả của đối phương, sau đó yên ắng thu lại mà người ở đây không biết. Thế giới kỳ dị này không lớn, tốc độ chúng cường giả đều được đẩy lên cực hạn, cũng không dây dưa với phù du thú, rất nhanh liền dạo qua một vòng. Chẳng mấy chốc bọn hắn đã tìm được tế đàn truyền tống, đáng tiếc bởi vì đầu bên kia tế đàn truyền tống bị hủy, thế nên bên này cũng hủy theo, căn bản không cách nào truy tung. Tộc vương lợi gia nhìn thấy tế đàn truyền tống bị hủy tan tành kia, trong mắt không giấu được vẻ phẫn nộ, tế đàn này do tộc quần bọn hắn bố trí, cường giả biết về sự tồn tại của tế đàn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giờ tế đàn bị phá, chứng rõ người đi vào lần này là cường giả tộc quần bọn hắn, thế mà hắn lại chẳng biết gì, há có thể không phẫn nộ cho được. Tiểu súc sinh này rất nhanh tộc vương lợi gia liền đoán được chuyện này là do đứa cháu trai của mình làm bởi vì những nguyên lão khác không lớn gan được đến thế dù có muốn làm chắc chắn cũng phải báo trước cho hắn một tiếng chỉ có lợi viêm gan lớn tài trời tuổi trẻ khinh cuồng mới dám làm loạn chẳng qua việc này không có để lại chứng cớ xử lý sau đó cũng rất không sai chẳng ai truy tung được đến lợi gia tộc vương lợi gia không khỏi thở vào một hơi cùng theo đám cường giả quay về lại chỗ thần trì thần ẩn thuật của lục ly quả nhiên rất mạnh nhiều cường giả như vậy tìm kiếm lại vẫn không thể phát hiện ra được cũng không thu được bất cứ dấu vết nào đám cường giả này đều rất tự phụ tưởng rằng không tìm được chứng tỏ cường giả lẻn vào đã đi ra thông qua tế đàn truyền tống cường giả mấy đại tộc quần tu lại bên cạnh thần trì tranh cãi ầm ĩ ngươi chỉ vào ta ta chỉ vào ngươi ai nấy đều cố dội nước bẩn lên đầu cừu da nói tế đàn truyền tống kia là do đối phương bố trí cuối cùng tộc vương lợi gia lên tiếng nói trước phải lần nữa phong ấn thần trì quay đầu còn sẽ âm thầm bố trí thêm vài thủ đoạn phòng bị nếu thần trì đã không bị phá hoại thần dịch cũng còn nguyên vậy trước cứ đi ra ngoài mau chóng đàm phán cho xong chỉ cần đàm phán thỏa đáng thu lấy tài vật thần dược trong này vậy liền êm chuyện đêm dài lắm mộng tộc vương các đại tộc cũng lo lắng cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ xảy ra chuyện khi ấy sợ rằng đến cả chút nước canh các tộc đều không có mà hút. Bảo Sơn này cũng rất dễ dẫn lên cường giả tộc quần bên ngoài ngấp nghé, tốt nhất nên đi đàm phán thỏa đáng sớm thì hơn. Đám cường giả phong ấn lại nơi này, sau đó tới Kinh Sơn và Dược Điền kiểm tra qua một lượt, lần nữa bố trí rồi mới rời đi. Lần này chủ yếu cũng chỉ là thần trì xảy ra chút vấn đề, cộng thêm thần dịch vẫn nguyên, thần dược dưới đáy thần trì đều chưa bị động tới nên bọn hắn mới xử lý như vậy chứ nếu dược điền có vấn đề đám cường giả này chắc chắn sẽ không ngồi yên dù sao thần dịch trong thần trì cũng là thứ ít đáng tiền nhất chờ chút đến cửa ra vào tộc vương lợi gia đột nhiên ngừng lại nói ta đề nghị các tộc bố trí một cường giả trấn thủ ở cửa lối ra tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề bằng không liền toi công đề nghị của tộc vương lợi gia được đến hưởng ứng từ các tộc quần còn lại rốt cuộc mỗi tộc quần đều phái ra cường giả ai cũng không dám làm loạn Lần này bọn hắn đã dò xét xong xuôi, bên trong không còn tế đàn truyền tống, nơi này là lối ra duy nhất còn sót lại, chỉ cần trấn giữ nơi này, ai cũng đừng hòng tùy ý ra vào. Ông. Ngay khi đám cường giả rời đi, cửa ra vào lập tức bị thần văn phong ấn, chỉ để lại mấy cường giả tọa trấn. Nơi xa, Lục Ly bám theo nãy giờ cảm ứng được bên này có cường giả tọa trấn, lập tức ngấm ngầm kêu khổ. Hắn vốn theo đuôi mà đến, định bụng yên ắng tìm hành qua lối vào giờ lối vào bị phong ấn còn có năm cường giả trong giữ hắn làm sao có thể vô thanh vô tức đi ra được đành phải chờ vậy trong mắt lục ly khẽ đảo dự đoán rất nhanh mấy đại tộc quần kia sẽ đàm phán thỏa đáng khi ấy cường giả các tộc vào đây chia cắt tinh sơn và dược điền hắn có thể tìm kiếm cơ hội rời đi quỳ xuống quân doanh trong một tòa thành bảo tu kiến lâm thời tộc vương lợi gia lợi viên nhìn vào lợi viên lạnh giọng quát Lợi viêm biết không thể gạt được Gia Gia mình, thành thành thật thật quỳ xuống, khẽ nói. Gia Gia, Tôn Nhi có tội. Ta không phải Gia Gia ngươi. Lợi viêm trầm mặt nói. Nơi này là quân doanh, ta là tộc vương Lợi Gia. Lợi viêm chỉ biết lúng túng nói. Tộc vương, Lợi viêm có tội, mời tộc vương xử trí. Hừ hừ. Lợi viêm hừ lạnh hai tiếng nói. Biết sai ở đâu chưa? Lợi viêm khẽ thở dài nói. Lợi viêm hành động theo cảm tính, đáng lý không nên giấu giếm gia gia việc này. Chẳng qua lợi viêm làm thế cũng là vì muốn tốt cho tộc quần, nếu có thể cưới được mặt thiên thiên, tộc ta tất sẽ phát triển nhảy vọt. Hơn nữa, chẳng phải lần này không xảy ra chuyện gì ư. 3. Lợi viêm bất thần vung tay quốc tới, tác cho lợi viêm lăn lộn mấy vòng trên đất, nửa bên mặt đều biến hình. Mấy vị nguyên lão gần đó thấy mà không nở, một nguyên lão đứng ra nói. Tộc vương, lợi viêm còn nhỏ, có thể chậm chậm giáo dục được mà. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng, các ngươi làm thế này sẽ chỉ hại hắn, cũng sẽ hại tộc quần. Lợi viêm lại giận tím mặt, trừng mắt nhìn qua mấy tên nguyên lão kia, nói. Lợi viêm đã sắp 6.000 tuổi, còn nhỏ nhắn gì nữa. Sở dĩ hắn ngây thơ ấu trĩ như vậy, không phải là bởi các ngươi quá yêu chiều. Hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu chuyện, cùng theo hồ hắn làm loạn. Vừa rồi lợi viêm vốn có thể tránh, nhưng hắn không tránh, hắn biết rõ tính cách gia gia rất nóng nảy, nếu hắn né, kết cục sẽ càng thảm. Hắn rõ ràng có chút không phục, bò dậy, quật cường nhìn lợi viêm nói. Ta ấu trĩ chỗ nào? Chẳng lẽ theo đuổi mặt thiên thiên cũng là tội? Đây chính là vương bài tử thần, thiên kim mạc gia, hậu đại cự đầu. Ha ha, lợi viên bật cười lạnh lùng nói ngươi cũng biết nàng là vương bài tử thần ngươi có biết tấn cấp vương bài tử thần khó đến cỡ nào không một vị thiên kim đại tiểu thư lại có thể trở thành vương bài tử thần nàng nếm qua bao nhiêu khổ sở trải qua bao nhiêu chuyện tâm trí biến thái cỡ nào ngươi có biết nội bộ tử thần bồi dưỡng hậu đại khắc nghiệt ra sao không ngươi căn bản chẳng biết gì cả ta nói thế này cho ngươi hiểu lợi viên đứng lên đi tới đi lui một vòng rồi nói cường giả tộc ta rất nhiều nhưng thực sự có năng lực đè áp mặt thiên thiên vậy chỉ có hai người là lão phu và đại gia gia của ngươi các ngươi đều không phải đối thủ của nàng hơn nữa dù là đấu trí đấu mưu toàn bộ chúng ta gộp lại đều chưa hẳn đấu được với nàng nữ tử như thế ngươi tưởng chỉ bằng vào ngươi liền có thể chinh phục nàng tâm cao hơn trời yêu nghiệt tử thần cái tên này sau thành tựu đại viên mãn là chuyện chắc như đinh đóng cột hắn theo đuổi nàng bao nhiêu năm khoan nhắc đến hắn trong tử thần công tử ưu tú hơn ngươi tuổi trẻ hơn ngươi có bao nhiêu bọn hắn thường niên ở chung với mạc thiên thiên lại có ai từng khiến mạc thiên thiên động tâm ta nói thẳng nhé lợi viên quyết định cho lợi viên một gậy đương đầu hắn nói ngươi tưởng ngươi thiên tư không sai là đệ nhất công tử trong tộc quần nên mới cho rằng mạc thiên thiên sẽ coi trọng ngươi nhưng theo như những gì lão phu được biết loại công tử ca kiểu như ngươi, hiện tại chí ít đang có hơn trăm người theo đuổi mạc thiên thiên. Qua nhiều năm vậy rồi, còn có vô số công tử nản lòng từ bỏ. Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ chút, đừng bị nữ tử kia mê tâm hồn, nữ tử tử thần không phải hạng thiện nam tính nữ gì đâu, đừng để người ta đùa như khỉ. Dứt lời, lợi viên quay sang một tên nguyên lão, khô tay nói. Mang hắn về, giam lại, lúc nào nghĩ thông hẳn thả ra lợi viên bị lợi viên nói cho sửng sốt nhưng ánh mắt vẫn lấp lóe rõ ràng còn ôm huyễn tưởng đối với mạc thiên thiên tưởng rằng mạc thiên thiên không phải người như thế tưởng rằng hắn còn có cơ hội lần này hắn đã giúp nàng rất nhiều vì nàng trả ra nhiều đến vậy mạc thiên thiên nhất định sẽ cảm động hết thuốc chữa rồi trong mắt lợi viên hiện đầy thất vọng đứa cháu này được hắn ký thác kỳ vọng các phương diện đều không sai nếu thuận lợi trưởng thành tương lai bảo thủ cũng có thể đạt tới chiến lược ngang hắn bây giờ đáng tiếc một đường đi tới quá mức thuận lợi chưa từng gặp qua khó khăn trắc trở nào tâm trí không đủ thành thục lần này hắn tức giận không phải vì lợi viêm mang người ngoài tiến vào bên trong mà là bị nữ nhân lợi dụng đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ còn lòng mang huyễn tưởng đúng thật hết thuốc chữa lợi viêm bị mang về tộc quần mạc thiên thiên và vũ dương chờ ở giới diện gần đó mất đi nguồn tin lục ly rốt cục thế nào các nàng hoàn toàn không biết, loại chuyện này cũng không dám mượn nhờ hệ thống tình báo tử thần, thế là đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Bên này mấy đại tộc đàn đã thương nghị xong xuôi, lợi ích cũng được phân phối. Mấy đại tộc vương lệnh quân đội các tộc triệt thoái, mỗi tộc chỉ để lại năm tên thánh hoàng, chia chắc xong liền ai về nhà nấy. Làm vậy là để tránh miễn lỡ chia chắc xong lại phát sinh đại chiến, khi đó chỉ còn lại mấy cường giả, vạn nhất có tộc quần muốn làm loạn, Cường giả các tộc quần còn lại đều có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Trong vòng nửa tháng, tất cả quân đội được rút đi, sau đó mấy tên cường giả sẽ tiến vào bảo địa, thu lấy toàn bộ tài vật tinh thạch, thần dịch, thần dược rồi tiến hành phân phối. Rất nhanh, nửa tháng qua đi, toàn bộ quân đội đều triệt ly, đa phần cường giả cũng rút, chỉ để lại mỗi tộc năm tên thánh hoàng, tổng cộng 25 người, cộng thêm năm thánh hoàng trấn thủ trong bảo địa là 30 người. Bốc mở lối vào đi. Lợi viên khoát tay, lối vào trong núi được mở ra, mười mấy cường giả lập tức lao vút tới. Năm tên thánh hoàng tọa trấn ở lối vào đều có mặt, cường giả từ phía ngoài tiến vào nhìn thấy bọn họ, thoáng khẽ gật đầu, mấy thánh hoàng này đều ở đây, đồng nghĩa bảo địa vẫn được an toàn. Ừm. Đám cường giả ngước mắt nhìn lên tinh sơn phía xa xa, thấy tinh sơn vẫn sáng lên hào quang nhàn nhạt. Cả đám lập tức không nhanh không chậm bay tới bên kia, Lợi viên nghĩ nghĩ liền cẩn thận để lại mấy cường giả tiếp tục tọa trấn bên này, còn mở lại thần văn nơi lối ra. Có vẻ đàm phán xong rồi. Từng, chuyện này rốt cục cũng xong, tiếp tục náo nữa, đối với ai đều không tốt. Ngây ngốc ở đây lâu quá, cuối cùng cũng được đi về. Mấy tên thánh hoàng trấn thủ nơi lối vào nghị luận lên, trên mặt ai nấy đều hiện ý cười, dù cho không lâu trước đây bọn hắn còn mới đánh sống đánh chết với nhau. ầm 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 ầm, Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nổ khe khẽ, tiếp đó mặt đất bỗng chợt chấn động. Mấy tên thánh hoàng lập tức biến sắc, lần nữa cảm ứng một phen, một thánh hoàng kinh hô. Ở phía dược điền. Đi. Một tên thánh hoàng khát hét lớn, vội lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến dược điền, mấy thánh hoàng còn lại cũng không chút ngập ngừng bay theo. Phía dược điền phát nổ, chắc chắn là có đại sự. Dược điền là khu vực đáng giá nhất trong bảo địa, nếu xảy ra vấn đề, bọn hắn chẳng phải toi công. Thế giới kỳ dị này không lớn, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất bay đi qua, phù du thú cảng đường trực tiếp bị đánh bay, chỉ tiêu tốn chừng mấy nén hương liền đuổi tới nơi. Vừa đến nơi, cả đám lập tức quét mắt nhìn qua, nét mặt ai nấy đều sững sờ. Dược điền là một phiến khu vực rất lớn, nhưng lúc này nguyên cả một vùng đã hoàn toàn biến dạng. Không chỉ bị nổ hủy, đến cả một gốc thần dược đều không chừa, thậm chí gốc rễ dây leo thần dược đều bị nổ tan tác tìm, tìm, nhất định phải tìm cho bằng được, nhất định có người ẩn nút trong đây. nơi xa, lợi viên phẫn nộ gầm lên. tìm tới hắn, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. dược điền bị hủy. tất nhiên không phải là do bọn lợi viên hủy, lúc bọn lợi viên chạy tới thì đã phát hiện trong dược điền trống trơn, không còn dù chỉ một gốc thần dược, tất cả thần quả cũng đều bị hái, trống rỗng chẳng còn lại gì. hơn nữa sau khi chúng cường giả tới nơi. Một thần văn bên này bị kích phát, lần nữa dẫn lên nổ tung trong dược điền, khiến mấy tên thánh hoàng bị hất văng. Thần dược trong dược điền rõ ràng đã bị người khác hái mất, nổ tung cũng là do có cường giả bố trí thần văn, bọn lợi viên tức đến phát điên, lập tức điên cuồng đảo quanh bốn phương tám hướng, tìm kiếm tên nhảy tranh cướp đoạt thần dược của bọn hắn. Lối ra vào một mực bị khống chế, có mấy tên thánh hoàng tọa trấn ở bên kia. Tế đàn truyền tống cũng sớm bị hủy, không còn đường đi ra nào khác bởi thế bọn lợi viên nhận định tên kẻ cướp kia còn ở trong này tự nhiên phải muốn tìm ra cho bằng được năm tên thánh hoàng trấn thủ đuổi tới rất nhanh liền tìm đến lợi viên ngay khi lợi viên nhìn thấy năm tên cường giả này một ít chuyện trước đó còn nghĩ không thông nay mới đột ngột hiểu ra ngắt lấy thần dược điều này rất dễ hiểu đi vào đây trừ trộm thần dược ra những chuyện khác đều không đáng là gì trước đó có một điều lợi viên nghĩ mãi không thông đó là vì sao phải bố trí thần văn phát nổ thần văn kia không có uy lực quá lớn trừ hủy đi dược điền thì chẳng có tác dụng gì nữa cả chỉ khi nhìn đến năm tên cường giả trấn thủ đi đến lợi viên mới hiểu vụ nổ kia là vì dẫn dụ năm tên cường giả tới chỗ này đây là kế điệu hổ ly sơn tên tiểu tặc trộm thần dược chắc đã thoát ra thông qua lối vào lợi viên đại khái đã biết tiểu tặc trộm thần dược là ai lợi viên mang vào ba tên tử thần đi ra lại chỉ có hai người còn một tên vẫn ở lại trong đây. Vốn hắn tưởng tiểu tặc kia bị nhất trong này, chắc sẽ không dám làm loạn, bằng không tất bị bọn hắn giết, lại không ngờ đứa này gan lớn bằng trời. Lợi viêm đã thẳng thắn khai hết mọi chuyện, trừ mặt thiên thiên ra, hai tên tử thần còn lại chỉ là hộ vệ cho nàng, chứ không phải công tử ca tử thần gì cả. Nếu là tử thần bình thường, lợi viêm không việc gì phải khách khí, nhất định phải xé xác lục ly để tiết hận, đồng thời đoạt lại thần dược thần dược nơi này đều trân quý dị thường, giá trị liên thành, nhiều thần dược như vậy, cộng lại chí ít cũng giá trị mấy vạn ức thiên thạch, đây chính là khoản tài sản kết xù. Nhưng bọn hắn chắn chắn không cầm thần dược đi bán, dùng cho tộc nhân tu luyện, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Đáng tiếc, giờ đã không còn, tất cả đều bị tiểu tặc kia cướp mất. Đuổi. Hắn dẫn theo mấy tên cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lối ra trên đường có phù du thú công kích đều bị hắn trực tiếp đánh bay rất nhanh bọn hắn đã tới lối ra nhìn thấy thần văn nơi lối ra bị hủy sắc mặt lợi viên khó coi dị thường vừa rồi lúc đi vào hắn đã tiện tay khóa lại thần văn giờ bị phá mở chứng tỏ tiểu tặc kia đã trốn truyền tin cho đám kia nói kẻ trộm chạy mất để bọn hắn đi ra bố trí quân đội và cường giả trong tộc phong tỏa truy sát lợi viên đuổi ra theo năm tên cường giả thì vội vàng chia nhau đi liên hệ rất cường giả bên trong đều đi ra ai nấy đều phẫn nộ không thôi nơi này cũng bị tiếp tục phong ấn tuy dược điền bị trộm song tinh sơn còn chưa bị đào mất nhìn từ bên ngoài thần trì cũng còn nguyên tự nhiên phải phong ấn nơi này lại rất nhanh tinh vực xung quanh náo động không thôi vô số chiến thuyền bay tới vô số quân đội trinh sát đoàn đoàn vây quanh khu vực này rất nhiều tiểu tộc trinh sát được điều động mười mấy tộc quần quanh đây cũng động lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa khu vực phương viên ức vạn dặm quanh bảo địa. Lục Ly đã làm gì mà khiến bọn họ làm ra động tĩnh lớn vậy? Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương tìm phục trong một giới diện gần đó, tộc quần ở giới diện này cũng xuất động, kéo nhau ra ngoài tuần tra dò tìm. Cũng có trinh sát và quân sĩ bắt đầu tiến hành lục soát giới diện, Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương đều là cường giả, còn là tinh anh tử thần, tự nhiên không khả năng bị phát hiện. Các nàng còn nghe ngóng được một ít tin tức, biết mấy đại tộc quanh đây phát nộ, đang tìm kiếm một tên nhân tộc nên mới điều động nhiều quân đội và trinh sát như vậy. Mẹ nó! Vũ Dương không khỏi đau đầu, các nàng đang tìm phục ngay cạnh hiện trường, khu vực này chắc chắn đã bị phong tỏa, tự nhiên khó mà nhẹ nhàng về lại Thiên Việt Thành, trừ phi lộ ra thân phận. Nhưng Mạc Thiên Thiên là nhân tộc, một khi lộ ra thân phận, mấy đại tộc kia tất sẽ hoài nghi chuyện này là do Mạc Thiên Thiên làm. Đến lúc đó chuyện này ác chọc lên cao tầng tử thần, các nàng tuyệt đối sẽ bị phạt nặng trước giấu mình một đoạn thời gian nếu ta không đoán sai lục ly đã đắc thủ đồng thời còn dẫn phát đại sự trong kia mạc thiên thiên thoáng trầm ngâm mắt đẹp lấp lánh nói đợi chút đi giờ chắc lục ly đã trốn ra ngoài nếu hắn đã có thể nhẹ nhàng thoát ra còn tránh được nhiều cường giả như vậy chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta khi ấy chúng ta tiến vào không gian thần khí để hắn mang đi khỏi đây là được Vũ Dương chớp chớp mắt, hình như hắn là người càng quen thuộc Lục Ly mới đúng, sao tự hồ Mạc Thiên Thiên càng hiểu Lục Ly hơn thế này. Chẳng qua Mạc Thiên Thiên nói cũng có lý. Lục Ly đã có thể đào tẩu dưới sự vây bắt của nhiều cường giả như vậy, đối với hắn mà nói, khu vực quanh đây hoàn toàn thừa sức tới lui tự do. Bọn hắn lưu lại rất nhiều ký hiệu mịt mờ, chỉ nội bộ tử thần mới có thể nhìn hiểu, nếu Lục Ly thấy được, tự nhiên sẽ tới tìm bọn hắn. Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương ẩn núp đi, mặc dù ở giới diện này cũng có trinh sát và quân đội tìm kiếm, nhưng hiện tại trọng điểm mà năm đại tộc kia lùng tra vẫn là trong hư không. Án theo lẽ thường mà nói, trọng thần dược xong nhất định sẽ lập tức nghĩ cách rời đi, chứ không phải tìm phục trong giới diện quanh đây. Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương đều là tinh anh tử thần, thân làm sát thủ, tự nhiên tinh thông cách tự bảo vệ bản thân, địa điểm các nàng chọn tìm phục cũng rất kín đáo. Sau năm ngày chờ đợi, thần văn các nàng bố trí bên ngoài lối vào sơn động đang ẩn thân bỗng bị phá giải vũ dương lập tức cả kinh mặt thiên thiên lại cười tủm tỉm nhìn ra cửa hang trống rỗng nói lục công tử hoan nghênh trở về ông một đạo bạch quan lấp lánh thân hình lục ly hiện ra vũ dương lập tức đại hỷ tiến lại nền quyền lên ngực lục ly nói tiểu tử được lắm quả nhiên không khiến ta thất vọng lục ly nhếch môi cười khẽ gật đầu nói Xong rồi, ta mang các ngươi triệt thoái, bên ngoài phô thiên cái địa toàn là truy binh, tất cả thánh hoàng đều xúc động, khắp nơi đều là chiến thuyền, hư không cũng bị phong tỏa. Tiểu tử, rốt cục ngươi đã làm gì? Sao bọn họ lại nổi điên như thế? Vũ Dương quệt quệt môi nói. Chẳng lẽ ngươi hủy đi dược điền tinh sơn? Mắt mặt thiên thiên sáng rực lên, nhìn chầm chầm lục ly. Lục ly khẽ cười nói. Tinh sơn vẫn nguyên, dược điền lại bị ta hủy mất, Chẳng qua, toàn bộ thần dược đều bị ta hái, thần dịch trong thần trì cũng tới tay, hắc hắc. Ngươi, tiểu tử này. Vũ Dương há hốc mồm, cảm khái nói. Ta tính là phục ngươi, dược điền kia chính là giá trị liên thành, khó trách năm đại tộc đều phát điên. Lợi hại, lợi hại. Trong mắt mạc thiên thiên chất đầy vẻ sùng bái, cảm khái nói. Dưới thịnh danh quả nhiên không có hư sĩ, tổng bộ ba ngươi xưng hiệu vương bài tử thần quả nhiên không sai, người mạc thiên thiên ta bội phục không nhiều, lục ly ngươi tính là một trong số đó. Không thể không nói mạc thiên thiên là loại rất biết nịnh nọt người, một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, then chốt còn không phải bình hoa mà là một cường giả cảnh giới chiến lực đều rất cao. Nàng nhìn ngươi với ánh mắt sùng bái như thế, trong lòng há sẽ không có cảm giác lân lân. Lục ly lại mặt không biểu tình, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra không gian thần khí nói. Tin tưởng ta không? Nếu tin thì tiến vào trong không gian thần khí, ta mang các ngươi về lại Thiên Việt Thành. Đương nhiên tin chứ. Vũ Dương còn chưa lên tiếng, Mạc Thiên Thiên đã mở miệng trước. Vũ Dương hơi ngớ, sau đó cũng gật đầu nói. Lục Ly, trông cậy vào ngươi. Lục Ly cũng có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Thiên, phải biết tiến vào trong không gian giới chỉ, bằng với giao sinh tử bản thân vào trong tay người khác. Vũ Dương và hắn từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, hắn cứu mạng Vũ Dương Vũ Dương tín nhiệm hắn là điều có thể hiểu được, nhưng Mạc Thiên Thiên sao cũng tính nhiệm hắn đến vậy. Người phi thường làm chuyện phi thường. Mạc yêu tinh này có thể mê đảo nhiều công tử như vậy, không phải là không có đạo lý. Lục Ly ngấm ngầm cảm khái, hắn càng nghĩ càng cảm thấy Mạc Thiên Thiên đào ra lòng tin từ đâu. Hậu đại cự đầu, trên thân chắc chắn có chí bảo, hơn nữa nếu nàng chết trong không gian thần khí của mình, người Mạc gia đoán chừng sẽ biết, Đến lúc đó dù hắn có chạy đến chân trời góc bể đều không thoát được. Lục Ly thu hai người vào trong không gian thần khí, sau đó lập tức tìm hành rời đi, lúc này bên ngoài khắp nơi đều là chiến thuyền và quân sĩ, hợp thành thiên la địa võng, tầng tầng phong tỏa. Nhưng chừng đó đối với Lục Ly mà nói thì chẳng khác gì thùng rỗng kêu to, Thánh Hoàng đều không phát hiện ra được hắn, càng đừng nói chỉ là một đám quân sĩ và trinh sát bình thường. Chiến thuyền và quân sĩ tiến hành phong tỏa rất đông, tốc độ Lục Ly khó mà nhanh được bằng không rất dễ lộ ra tung tích. Dù sao hắn cũng không vội, cứ thế ung dung bay về phía thiên việt giới. Bọn lợi viên phẫn nộ không thôi, toàn bộ thánh hoàng đều xúc động, tứ xứ tìm kiếm lục ly. Lợi viên còn truyền tin đi về hỏi dò lợi viêm tình hình và hành tung của đám người lục ly, đáng tiếc lợi viêm cũng không biết mấy người mặt thiên thiên đang ở đâu, từ sau khi rời khỏi phù du giới, hai bên không còn liên lạc, hắn lại bị áp giải đi về. Căn bản không biết tung tích mấy người mặt thiên thiên. Tìm tòi suốt nửa tháng xong không phát hiện được bất cứ võ giả ngoại lai nào, chỉ thấy toàn là võ giả của các tộc quần quanh đây, ai nấy cũng đều quen thuộc. Tìm kiếm giới diện xung quanh xem. Lợi Viên truyền lời đi ra, đã nửa tháng mà vẫn chưa phát hiện tung tích, như vậy ba người Lục Ly chắc đang ẩn núp trong giới diện quanh đây, trước cứ tìm khắp một lượt rồi tính. Tổ chức ra lùng giới diện xung quanh, cường giả chặn đường ở ngoại vi tự nhiên sẽ ít đi, bằng không chỉ dựa vào trinh sát và quân sĩ bình thường làm sao có thể tìm ra được tinh anh tử thần lúc này lục ly đã đến bên ngoài sau khi đám cường giả kia rời đi tốc độ hắn lập tức đề thăng không ít có được đại đạo chi ngân xung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ động nào đều không giấu qua được cảm giác của hắn phối hợp với thần ẩn thuật thì đúng là như hổ thêm cánh không nói thiên hạ vô song chí ít cũng phải mạnh hơn đại đa số tử thần tiêu tốn hai ngày lục ly rời khỏi khu vực phòng tỏa hắn thoát ly trạng thái ẩn thân lấy hết tốc lực bay về nơi xa trên đường thỉnh thoảng gặp phải chiến thuyền đi ngang qua lục ly đều kịp thời tránh đi lại bay ba ngày lục ly thả ra mạc thiên thiên và vũ dương vũ dương cầm địa đồ quan sát một lúc rồi lấy ra chiến thuyền tiếp tục bay đi mạc thiên thiên tung tăng nhảy nhót hưng phấn bố trí trong khoang thuyền nói là muốn ăn mừng một phen nhìn mạc thiên thiên như cô vợ trẻ mới về nhà chồng bận tới bận lui lục ly lần nữa không khỏi cảm khái lên được sảnh đường xuống được phòng bếp, bề ngoài nhìn như quý phụ, đoán chừng trên giường cũng là nữ nhân vô cùng hoàn mỹ. Nếu không phải có Vũ Dương nhắc nhở, cộng thêm chủ hồn quý vị, kết hợp với hết thảy những gì được chứng kiến trong đoạn thời gian gần đây, không chừng hắn thật sẽ mê luyến yêu tinh này. Phi hành nửa ngày, cách thiên Việt giới đã rất gần, Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên Lục Ly đều bình tĩnh lại, ba người ngồi trong khoang thuyền chúc mừng. Có một đại mỹ nhân kiều diễm uống rượu cùng, nàng còn rất biết nói chuyện, không nghi ngờ là chuyện khiến người vui vẻ tận hưởng. Từ đầu đến cuối Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên đều không nhắc gì đến chuyện dược điền. Lần này sớm đã ước định sẵn, Lục Ly phải phân cho các nàng mỗi người hai thành, nhưng các nàng vốn chỉ nhắm đến mỗi thần dịch, lại không ngờ Lục Ly cầm đi luôn cả thần dược trong dược điền. Bởi thế chuyện chia chác có chút khó mà nói trước, Lục Ly có thể phân cho các nàng, cũng có thể không phân cho các nàng. Đương nhiên, nếu các nàng trực tiếp yêu cầu, Lục Ly chắc cũng sẽ chia, nhưng làm vậy khó miễn trong lòng có chút không thoải mái vũ dương và mạc thiên thiên đều không nhắc đến như thế ngược lại khiến lục ly thoải mái phần nào ăn uống no đủ lục ly cất tiếng nói giờ ta còn chưa tin luyện thần dịch bởi thế chưa phân được thần dược trong dược điền thì có thể chia trước dựa theo ước định trước kia các ngươi mỗi người hai thành còn về hiệp nghị giữa các ngươi chính các ngươi tự tính với nhau ách vũ dương hơi ngớ lại không biết là thật ngơ ngác hay là đang diễn? Mạc Thiên Thiên lại cười đến độ mắt công lên thành vần trăng khuyết, nghiêng đầu nói. Lục công tử đúng là hào sản, ta rất thích hào kiệt như lục công tử. Câu nói này có chút ái muội, Vũ Dương cười ha hả liếc lục ly một cái, lục ly lại chỉ khẽ cười nhạt, không cho là đúng. Sau đó lục ly lấy ra không gian thần khí, sau đó bên trong nửa ngày rồi tung mình vọt ra, trên tay cầm hai chiếc không gian giới chỉ đưa cho Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên, nói thần dược được hơn 5.000 gốc, ta không biết những thần dược này cụ thể là gì nên chỉ phân loại theo niên phần, các ngươi mỗi người 1.000 gốc. A. À, thần niệm Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên quét đi vào, dò xét một lát, cả hai nhìn nhau, trong mắt toàn là kinh hỉ. Vũ Dương thoáng ngừng một lát, nói. Lục Ly, ngươi không biết giá trị của những thần dược này, số thần dược ngươi đưa cho ta chí ít cũng phải có giá ngàn ức thiên thạch trở lên, thậm chí nếu cầm đi bán đấu giá, đoán chừng có thể bán được hai ngàn ức. Vũ Dương nói không sai. Mạc Thiên Thiên cười tích cả mắt, sắc mặt đỏ ửng nói. Ta đoán tối thiểu phải có giá trị một ngàn ức, lần này đúng là một lữ trình mỹ diệu. Cái gì ấy nhỉ? Lục công tử, thần dịch không cần chia cho chúng ta, toàn bộ thuộc về ngươi. Chừng này thù lao đã đủ nhiều. Vũ Dương cũng khẽ gật đầu, lần này vốn tưởng có thể phân được một hai ức, các nàng liền đã đủ vui ai ngờ được phân tận hơn ngàn ức thiên thạch thần dược tính là kiếm lớn rốt cuộc hắn và mạc thiên thiên đều không làm gì đáng kể chỉ có lục ly một mình mạo hiểm cũng được lục ly lại không bởi vì đưa ra thần dược giá trị hai ba ngàn ức mà cảm thấy đau lòng không nhờ vũ dương và mạc thiên thiên hắn cũng không cách nào nhẹ nhàng lấy được nhiều thần dược như vậy thế nên chỉ nhún vai rồi nói vậy thế này đi quay đầu ta ngưng luyện ra thần dịch cho các ngươi mỗi người mấy chục giọt để các ngươi tự xử lý lục công tử đúng là người tốt, hợp tác với ngươi quá hạnh phúc. Mạc Thiên Thiên lần nữa cảm khái nói, lần này không phải nịnh nọt, mà là phát từ nội tâm, nàng quay đầu nhìn sang Vũ Dương nói. Vũ Dương, sau này nếu các ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ, có gì cần dùng đến ta thì cứ tìm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Còn nữa, lần này lừa ngươi nửa thành cũng bỏ đi, thu hoạch chừng này ta đã mãn ý lắm rồi. Vũ Dương và Lục Ly nhìn nhau, trong lòng đều ngấm ngầm cảm khái mặt thiên thiên này e quy cao thật hiểu được thả dây dài câu cá lớn đi theo lục ly và vũ dương sau này có thể sẽ kiếm được càng nhiều ba người rất thuận lợi về lại thiên việt giới đến phụ cận trang viên lục ly thì cả ba mới tách ra lục ly tiến vào còn chưa ngồi nóng bếp nhung hoàng liền đã không mời mà tới lục ly vội vàng để thị nữ dân lên nước trà nhung hoàng lại khoát tay nói không uống trà này của ngươi toàn là hàng cấp thấp uống chẳng ngon lành gì lục ly cảm thấy ngữ điệu nhung hoàng có gì đó không đúng vội vàng cung kính nói nhung hoàng có gì phân phó nếu ta có thể làm được tuyệt không hai lời tiểu tử ngươi nhung hoàng trừng lục ly một cái nói lần hành động này của các ngươi khiến cao tần rất tức giận niệm tình ngươi vừa mới gia nhập tử thần không lâu lần này ta giúp ngươi gánh một lần ngươi cứ nhìn vũ dương và mạc thiên thiên đi sau khi trở về chắc chắn không có kết cục tốt lục ly không ngờ lần hành động này kín đáo như thế vậy mà nhanh thế đã bị biết rồi hắn hỏi mấy tộc quần kia có quan hệ với tử thần đâu thấy mạc thiên thiên và lợi viêm nói gì tử thần không thể làm loạn với tộc quần và thế lực xung quanh nhung hoàng liếc lục ly một cái nói không thể làm loạn với tộc quần quanh phương viên ức vạn dặm đây là quy tắc ngầm cũng trách trước đây ta không nói qua với ngươi tên nhảy vũ dương này cũng là gan lớn bằng trời Ngươi cứ chờ xem, hắn nhất định sẽ bị lột một lớp da. Thì ra là vậy. Lục Ly đang nghe truyện trên TV Audio CV nhếch môi khẽ cười, việc này hắn thật sự không biết, Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên cũng không nói gì, sao có thể trách hắn được. Nhung Hoàng khoát tay đi ra, trước khi đi còn không quên dặn dò. Sau này mà ngươi muốn bán thần dược thì đừng bán ra ngoài, cứ bán cho tổ chức, nhớ kỹ. Được. Lục Ly gật đầu nói. Nhất định nhất định. Nhung Hoàng đi, Lục Ly cũng yên tâm, lần này Nhung Hoàng tới là để gõ đánh hắn, nếu Nhung Hoàng đã tới, vậy chuyện này liền cũng đi qua. Hắn gọi Quan Dương tới, để Quan Dương đi mua sắm một phần đồ sách thần dược, hắn cần phân rõ tất cả thu hoạch lần này, số hữu dụng thì lưu lại, vô dụng thì tất phải xử lý, đổi lấy tài nguyên hữu dụng cho mình. Quả nhiên, vừa trở về, Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương liền mất tích, đợi chừng mười mấy ngày sau Vũ Dương mới tới, thần sắc đắng chát nói với lục ly bị phát hiện lão đầu tử đích thân ra tay đánh ta một trận xem ra ta đánh giá quá thấp hệ thống tình báo tử thần đúng là không chỗ không vào a à? không sao chứ lục ly hỏi thăm một câu vũ dương đã có thể đi ra vậy chắc là không sao vũ dương nhếch miệng nói không việc gì chẳng qua số thần dược ngươi đưa ta bị lấy đi một nửa lão gia hỏa quá ác vẫn là mạc thiên thiên tốt nhất chỉ bị khiển trách mấy câu không đau không ngứa làm nũng cái liền không sao ha ha lục ly cười cười nói đoạn thời gian này thành thật chút ta trước đi tu luyện một phen ngươi cũng tìm nơi thích hợp để chúng ta còn ra tay lần này xa chút một năm sau hẳn hành động được vũ dương tán gẫu vài câu liền đi lục ly sớm đã hấp thu thần dịch lấy được vào trong pháp giới mười mấy ngày này hắn cần chỉnh lý lại thần dược có hơn ngàn gốc thần dược có thể sử dụng được lưu lại số khác thì sẽ xử lý sạch chẳng qua hiện tại hắn không thiếu thần dược tu luyện tạm thời cũng không chỗ nào cần dùng đến thiên thạch bởi vậy không vội phải đi xử lý thần dược làm gì hắn lần nữa quay về mộng huyễn giới đồng thời chờ số thần dịch kia ngưng luyện thành công khoái tốc luyện hóa thần dược trong mộng huyễn giới tăng cường nhục thân và linh hồn lục ly tính lần này ra ngoài liền sẽ đi hoàn thành mấy lượt nhiệm vụ như thế đoạn thời gian tiếp sau liền có thể an nhàn tu luyện trong mộng huyễn giới linh hồn tăng trưởng rất nhanh chỉ là nơi này rất dễ khiến người tinh thần rối loạn phân không rõ hư huyễn và chân thực nếu không phải người tâm trí cường đại vậy thì rất dễ biến thành kẻ tâm thần trong tu luyện thời gian nhanh chóng trôi đi chớp mắt đã qua một năm lục ly luyện hóa rất nhiều thần dược bao gồm một ít siêu cấp thần dược lấy được từ phù du giới số thần dược này đều là niên phần mấy vạn năm dược lực mạnh phi thường. Nhục thân và linh hồn lục ly đều được đề thăng đáng kể, chỉ tiếp nhục thân và linh hồn hắn vốn đã quá mạnh, cơ số quá lớn, dù cho luyện hóa nhiều đến vậy, song tổng thể lại tăng trưởng không quá rõ ràng. Sau khi đi ra, hắn hỏi dò quan dương một phen về những chuyện xảy ra gần đây trong thiên Việt Thành, quả nhiên đa phần vẫn là tin về mặt thiên thiên. Lợi viêm tìm tới, hắn vẫn lòng mang huyễn tưởng, chẳng qua mạc thiên thiên chỉ khoảng đãi một phen, mở tiệc chiêu đãi mấy lần, trong tiệc trụ lợi viêm phát sinh xung đột với công tử nội bộ tử thần, thiếu chút bị công tử tử thần kia phế đi, sau cùng vẫn là Mạc Thiên Thiên ra mặt giải quyết. Hồng Nhan Họa Thủy a. Lục Ly cảm khái một tiếng, Họa Thủy Mạc Thiên Thiên này khiến không biết bao nhiêu công tử ngày nhớ đêm mong, thống khổ bất kham. Xem ra nàng còn muốn gieo họa nhiều năm, làm hại rất nhiều nam tử. Trong một năm Lục Ly bế quan, Mạc Thiên Thiên tìm đến một lần, Vũ Dương lại không tới bởi vì biết Lục Ly muốn bế quan thế nên cũng chẳng đến tìm làm gì. Lục Ly lại không đi ra, hắn nhẩm tính, đoán rằng Vũ Dương cũng sắp tới. Thế là bèn tiếp tục ngồi lại, nội thị pháp giới, thần dịch bên trong sớm đã ngưng luyện thành công, nguyên một ao thần dịch ngưng luyện ra được tổng cộng hơn 3.000 giọt tử thần dịch, nhiều hơn hẳn so với trong tưởng tượng. Thần dịch này đắt đỏ hơn sa dịch kịch độc, bởi vì thứ này có thể nháy mắt đề thăng linh hồn hoặc nhục thân võ giả, chính là bảo bối để giữ mạng cũng là lợi khí dứt địch. Phải biết võ giả sau khi đạt tới cấp bậc Thánh Hoàng, hiệu quả đang dược mang tới đã không lớn, trừ phi dựa vào bí thuật thần thông cường đại, chứ đang dược bình thường gần như không khả năng khiến một tên Thánh Hoàng đề thăng chiến lực lên gấp 10 trong thời gian ngắn được. Lục Ly đoán chừng giá trị số tử thần dịch này phải lên đến mấy ngàn vạn thiên thạch một giọt, mấy ngàn giọt thần dịch bằng với trên ngàn ức. Đương nhiên thứ này Lục Ly tạm thời sẽ không bán, giữ lại cho mình dùng chẳng phải càng tốt. Xa 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 Không lâu sau, bên ngoài đi tới một đạo nhân ảnh Lục Ly không cần nhìn Chỉ cần nghe tiếng bước chân liền biết là Vũ Dương Vũ Dương còn cầm theo một chiếc bình ngọc Đưa cho Lục Ly nói Tặng ngươi, lá trà ngon Lục Ly khoát tay để quan dương thu lại Hắn cũng lấy ra 100 giọt tử thần dịch Dùng bình ngọc chứa vào Ném cho Vũ Dương nói Thần dịch kia đã ngưng luyện ra rồi Dùng một giọt hẳn có thể trong nháy mắt Đề thăng chiến lực lên gấp 10 chẳng qua chỉ duy trì chừng một hai canh giờ. Gấp 10 Trong mắt Vũ Dương thoáng co rụt lại, hỏi Chắc chứ? Ngươi thử cái là biết thôi. Lục Ly từ tốn nói, Vũ Dương nghĩ nghĩ liền lấy ra một giọt trực tiếp luyện hóa, dung nhập vào trong nguyên lực, sau đó vận chuyển nguyên lực đi ra, trong mắt lập tức lấp lánh thần quang. Mặc dù còn chưa phóng thích công kích, nhưng hắn cảm nhận được, quy lực nguyên lực quả nhiên đề thăng mười mấy lần, một khi phóng thích công kích, quy lực chắc chắn sẽ được tăng lên gấp 10. Thứ tốt. Vũ Dương tấm tắc xưng kỳ, đây chính là đồ tốt, thời khắc then chốt có thể nảy sinh tác dụng cực lớn. Ngay lúc Vũ Dương còn đang muốn nói gì, bên ngoài chợt tràn tới một làn gió mát. Người còn chưa tiến vào, tiếng cười như chuông bạc đã vang lên. Thứ tốt gì thấy, ta cũng có phần không. Một nữ tử váy vàng cao vút đi tới, nhìn cảm giác cứ như tiên tử đi ra từ trong tranh khiến cho lục ly và vũ dương đều hơi ngớ sau đó lục ly bất giác cười khổ nói thiên thiên tiểu thư lão nhân gia ngài đến chỗ ta đừng có rêu rao như vậy được không rêu rao mạc thiên thiên nhướng mày trừng mắt nhìn lục ly nói người khác cầu lên cửa bản tiểu thư đều không đi ngươi còn ghét bỏ ta ta ngại mắt ngươi như vậy à lục ly cười khổ một tiếng nói không phải ta ghét bỏ gì ngươi chỉ là ta không muốn bị đám người theo đuổi ngươi kia ngày ngày tìm đến gây chuyện, các ngươi đều là người có hậu đài có bối cảnh, ta song quyền nan địch tứ thủ. Vô dục tắc cương Lục ly không có bất kỳ ý tưởng nào với mặt thiên thiên, tự nhiên không cần phải quá nể mặt nàng. Hắn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, bởi thế đành phải uyển chuyển cáo giới mặt thiên thiên một tiếng, đừng có tâm tồn huyễn tưởng với hắn, hắn tuyệt sẽ không thuần phục dưới váy nàng đâu. Mặt thiên thiên có nhiều người ái mộ như vậy, nơi đây lại là đại bản doanh tử thần chắc chắn có rất nhiều người nắm rõ được hành tung của nàng chuyện trước đây mạc thiên thiên và vũ dương lục ly từng cùng nhau hành động cũng không gạt được đám người kia lục ly vừa mới xuất quan mạc thiên thiên liền đến cảnh này khó miễn khiến người sinh ra hiểu lầm đến lúc đó tất sẽ dẫn phát cừu thị phiền toái cũng theo đó mà tới trong lời lục ly có thâm ý mạc thiên thiên lại nghe như không thấy cười tủng tỉm nói người sống trên đời sao có thể không gặp chuyện phiền phức được ngươi là vương bài tử thần ai dám trêu chọc lại nói không bị người đố là dung tài ngươi muốn làm dung tài hay thiên tài ta chẳng muốn làm gì cả lục ly lắc đầu ném qua một bình tử thần dịch nói mấy năm này trải qua nhiều chuyện lắm rồi ta chỉ muốn tĩnh lặng một đoạn thời gian ngày ngày đánh tới đánh lui quá mệt mỏi thiên thiên tiểu thư có thể để cho ta sống qua mấy năm yên ổn được không trong lời lục ly mang theo một tia mỏi mệt một chút tang thương, đây không phải giả vờ giả vịt mà thật phát ra từ sâu tận nội tâm. Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên nhìn nhau, các nàng đều có thể cảm nhận được, mấy năm qua chắc Lục Ly đã phải rất gian khổ. Các nàng đều xuất thân hào môn, tự nhiên có thể nhìn ra được vài điều, từ một ít hành vi cử chỉ của Lục Ly có thể nhận ra hắn xuất thân hàng môn. Một võ giả xuất thân hàng môn, tuổi tác như thế lại có thể đạt tới trình độ như bây giờ, mặc dù không phải toàn thân là bảo nhưng cũng nắm trong tay vô số thần thông kỳ dị khiến các nàng kinh hãi tán thán kỳ tài như thế đúng là trăm vạn năm hiếm gặp hừ hừ mặt thiên thiên rõ ràng cảm nhận được khí tức cự người ngàn dặm trên thân lục ly nàng hừ hừ hai tiếng nắm lấy bình ngọc nhẹ nhàng lướt đi vũ dương đưa mắt nhìn theo nhếch môi cười nói lục ly ngươi làm tiểu công chúa của chúng ta thương tâm quay đầu cẩn thận nàng gài ngươi ta đây cũng là hết cách lục ly khẽ thở dài nói nàng không việc gì lại chạy tới chỗ ta quay đầu đám công tử ca kia chắc chắn sẽ giận còn cả yêu nghiệp kia nữa nếu hắn xuất quan nhất định sẽ tìm ta gây sự một khi náo lên ngươi nói chính đại cự đầu tử thần sẽ đứng về phía nào cũng phải vũ dương khẽ gật đầu tiện tay cầm ra một phần tư liệu đưa cho lục ly nói đây là tình báo ta thu được có một nơi rất thích hợp nơi này cách thiên việt giới rất xa bên kia cũng chỉ có một đại tộc hoàn toàn không chút áp lực trong giới diện này có một nơi thần đàm bên trong toàn là thần dịch đại tộc kia mặc dù có tám chín tên thánh hoàng nhưng chỉ cần ta đi dẫn dụ ngươi len lén tiến vào thu lấy thần dịch trong thần đàm hẳn sẽ không vấn đề hủ lạc giới lục ly liếc qua tư liệu khẽ gật đầu nói nơi này không sai tám chín tên thánh hoàng xem ra áp lực cũng không lớn chẳng qua ta cần đi tiếp hai lượt nhiệm vụ cái đã để xem có nhiệm vụ nào vừa khéo ở gần đấy không xong đợt này ta liền có thể an nhàn vài năm cũng được vũ dương gật đầu nói lúc làm nhiệm vụ ngươi mang ta theo sau đó tùy vào độ khó của nhiệm vụ chúng ta lại tìm một ít giả hoàn thành nhiệm vụ xong chúng ta len lén đi làm việc riêng vũ dương cũng cần chấp hành nhiệm vụ đi theo lục ly chấp hành nhiệm vụ sẽ rất nhẹ nhõm chí ít trong tay lục ly có được một con lôi ngu thú đúng không nào Hai người tới đại điện, tìm đến một nguyên lão, lật xem nhiệm vụ có thể tiếp. Chỉ mới lật xem nửa canh giờ, mắt lục ly chợt sáng lên, chỉ vào một nhiệm vụ nói với Vũ Dương. Nhiệm vụ này thích hợp chúng ta. Cổ nguyệt giới. Vũ Dương quét qua một lượt, hài lòng gật đầu nói. Nhiệm vụ này cũng được, chẳng qua cần tìm thêm ba người giúp đỡ, chỉ dựa vào hai chúng ta e là hơi có chút phiền phức, hơn nữa nhiệm vụ cũng quy định nhiều nhất có thể do năm võ giả chấp hành vậy được vì ngươi tìm người lục ly lại xem nốt cuối cùng xác nhận chấp hành nhiệm vụ này chấp hành xong nhiệm vụ liền vừa khéo có thể đi hủ lạc giới khoảng cách giữa hai nơi không quá xa lại tiện đường đây là nhiệm vụ bảy sao nhất định phải là vương bài tử thần mới được nhận có thể do mấy vương bài tử thần cùng lúc nhận cũng có thể do một vương bài tử thần mang theo mấy kim bài tử thần đi làm chí ít phải có một vương bài tử thần đương nhiên tiền thưởng nhiệm vụ chỉ nhiều chừng đó Nhân số càng lớn, tiền thưởng lấy được tự nhiên sẽ càng ít. Nhưng đấy không phải yếu tố Lục Ly cần suy xét, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tử thần theo quy định thôi. Yêu cầu nhiệm vụ là đi hủy diệt một quân đoàn Lưu Phỉ, quân đoàn này cướp bóc xuyên suốt mấy giới diện, khiến tộc quần quanh đó khổ không thể tả, bởi thế mới liên hợp thỉnh mời tử thần ra tay. Nhân số quân đoàn kia không nhiều, chỉ gồm 14 tên thánh hoàng, hơn 100 cấp đế, thánh hoàng mạnh nhất đoán chừng ngang cỡ Diên Tiểu thư yếu nhất chỉ mạnh hơn thánh hoàng phổ thông một chút. Mô tả của nhiệm vụ là nhất định phải hủy diệt toàn bộ cường giả trong quân đoàn, không thể để chạy bất kỳ tên thánh hoàng nào, cấp đế thì không sao cả. Một lúc đối phó 10 tên thánh hoàng, Lục Ly tự nhiên có chút áp lực, cho nên cần phải mời thêm một ít thánh hoàng hỗ trợ, chứ chỉ dựa vào Lục Ly và Vũ Dương thì khó mà hoàn thành, thậm chí có khả năng bị địch nhân giết chết. Hơn 100 cấp đế có thể trực tiếp bỏ qua. Hèn chốt vẫn là 10 tên thánh hoàng kia không được để chạy một tên nào, nếu không liền tính là nhiệm vụ thất bại, bởi thế nhất định phải cần trợ giúp. Chuyện trợ thủ giao cho Vũ Dương, ở phương diện này hắn rất quen thuộc, Lục Ly không cần đi quản quá nhiều, hắn về lại trong trang viên, chờ đợi tin từ Vũ Dương. Vũ Dương không bắt hắn phải chờ quá lâu, chỉ sau một ngày rưỡi liền đã tìm tới, đưa cho Lục Ly một phần danh sách, trên mặt lộ ra ý cười đắng chát. Hả? Lục Ly quét qua danh sách một lượt, nét mặt có chút mất tự nhiên, hỏi. Sao Mạc Thiên Thiên cũng ở trong này? Hết cách rồi. Vũ Dương khẽ thở dài nói. Không phải ta chủ động tìm nàng, mà là nàng cũng chọn nhiệm vụ này, nàng tầm quyển trục ghi nhiệm vụ đến tìm ta, trừ phi chúng ta đổi một nhiệm vụ khác, không thì phải chịu. Hơn nữa chiến lược nàng đúng là cũng được, so với ta thì mạnh hơn nhiều. Có nàng, xác suất thành công của nhiệm vụ lần này sẽ cao chút. Lục Ly quét nhìn tư liệu về hai tên võ giả còn lại, hai người này cũng là kim bài tử thần, đều là thánh hoàng trung kỳ, chiến lực không sai, hắn có chút đau đầu nói. Cứ thế đi, sau khi làm xong nhiệm vụ, chúng ta đi làm việc riêng đừng mang nàng theo là được. Đó là tất nhiên. Vũ Dương gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói. Việc này không nên chậm trễ, ngày sau xuất phát luôn, thế nào? Cũng được. Lục Ly không có dị nghị, dù sao trên đường cũng có thể tu luyện. Hắn để Vũ Dương đi an bài, còn mình bế quan trong trang viên hai ngày sau đó đi ra, tới thành bảo sớm được ước định sẵn. Bọn Vũ Dương đã chờ từ trước, hai kim bài tử thần một người thoạt nhìn là võ giả trung niên, người còn lại tương đối trẻ tuổi, hai kim bài tử thần này đều đang quay quanh Mạc Thiên Thiên, trăm kiểu lấy lòng nàng. Mạc Thiên Thiên nhìn thấy Lục Ly, hừ lạnh một tiếng, không để ý gì đến hắn, tự hồ có chút tức giận hai võ giả kia nhìn thấy lục ly thì đều thi lễ chẳng qua thái độ mạc thiên thiên với lục ly không được tốt cho lắm bọn hắn không tiện quá mức khách khí chỉ là hành lễ theo lễ tiết thôi lần này bọn hắn đi ra là để làm nhiệm vụ bởi thế có thể ngồi tế đàn truyền tống của tử thần các nàng trước là truyền tống tới một đại giới diện ở gần sau đó mới ngồi chiến thuyền đi qua như vậy có thể tiết kiệm thời gian chừng nửa năm đi thôi vũ dương vung tay lên năm võ giả tiến vào tế đàn một đạo bạch quan lóe lên, năm đạo thân ảnh cứ thế tan biến khỏi thiên Việt thành. Hoa cầm giới Đây là một giới diện tương đối lớn quanh vùng này, không phải bị một siêu cấp đại tộc nào đó chiếm giữ, mà bị một lão ma cường đại khống chế. Lão ma này là cường giả tiếp cận đại viên mãn, hơn nữa còn có một loại thần thông vô cùng cường đại, uy danh hiển hắc. Dưới tay nàng có ba tên cường giả tiếp cận đại viên mãn khác, thánh hoàng lên đến mười mấy người, lão ma này không tổ thành thế lực, nên mới lấy ngoại hiệu mình đặt tên cho giới diện. Hoa cầm thượng tiên Đây là một nữ nhân, cũng là một trong mấy nữ võ giả mạnh nhất thiên loạn tinh vực. Nữ cường giả này là người có chuyện xưa, năm đó chiến lực nàng vốn không mạnh, lại bởi vì phu quân và hài tử bị cừu gia sát hại, nàng một thân một mình chịu nhục vạn năm, sau đó đột nhiên cuộc khởi, bằng sức một mình diệt đi nguyên một đại tộc. Chiếm giữ hoa cầm giới bây giờ trong một thành bảo ở hoa cầm thành một tòa tế đàn truyền tống sáng lên. Hoa cầm giới là giới diện rất cởi mở, cũng là trung tâm thương nghiệp trong vùng, bất kỳ tộc quần hay lão ma cường giả nào đều có thể vào đây, chỉ cần không động võ trong thành là được, còn thì làm gì hoa cầm thượng tiên đều không quản. Năm người lục ly tới bên này, vừa đến nơi mạc thiên thiên liền không giấu được hưng phấn, quay đầu nhìn sang Vũ Dương nói. Nghỉ ngơi ở đây một ngày, sáng mai hẳn đi đã lâu rồi không tới hoa cầm giới, ta muốn ra ngoài dạo chơi. Nữ tử thường đều thích dạo phố, đương nhiên càng thích hơn chính là mua mua mua, Vũ Dương không muốn quét hướng mặt thiên thiên, bèn nhìn Lục Ly một cái, nói. Được rồi, nhớ đừng gây chuyện, hoa cầm thượng tiên không nể mặt ai đâu. Biết, ta lại không phải con nít. Mặt thiên thiên hừ hừ một tiếng, cũng không nhìn Lục Ly, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Hai tên kim bài tử thần kia lập tức đi theo, ở trong mắt bọn hắn, nhiệm vụ lần này hẳn phải ôm bắt đùi Mạc Thiên Thiên. Mạc Thiên Thiên không chiếu cố bọn hắn, bọn hắn rất dễ chết đi. Cộng thêm thân phận địa vị Mạc Thiên Thiên trong tử thần rất cao, tự nhiên phải muốn lấy lòng nàng. Đi thôi, đi uống mấy chén. Vũ Dương vỗ vỗ vai Lục Ly, hai người rời khỏi thành bảo, bắt đầu dạo quanh bên ngoài. Võ giả hoa cầm giới rất nhiều, tùy tiện cảm ứng một phen liền đã thấy có tận mười mấy vạn, hơn nữa thánh hoàng còn không ít các loại tộc quần kỳ dị đều đủ cả. Bọn Lục Ly sớm đã thu liễm khí tức, Vũ Dương ngụy trang thành cấp đế, riêng Lục Ly thì không cần ngụy trang, bản thân hắn vốn đã là cấp đế. Bởi thế nhìn qua hoàn toàn không dẫn lên chú ý, Lục Ly biến đổi dung mạo, hóa thành một tiểu tộc bình thường, Vũ Dương cũng hóa trang một phen, tử thần đi ra làm nhiệm vụ, đương nhiên không thể quan minh chính đại giết đến tận cửa, ám sát mới là vương đạo. Bọn hắn tùy tiện dạo quanh một vòng trong thành, cuối cùng đi đến một tử lâu, tử lâu ở đây cao cấp hơn ở Thiên Việt thành nhiều, một ly trà bán tận mấy vạn thiên thạch. Hai người ngồi ở đó nửa ngày, một tên ám vệ tử thần đi tới, đưa qua một phần tình báo, là tình huống mới nhất liên quan đến nhiệm vụ lần này. Hiện tại quân đoàn Lưu Vĩ kia chính đang tìm phục trong một giới diện kỳ dị, trước đó không lâu mới làm một cú, cướp bóc tài nguyên bảo địa của đại tộc, tru diệt mấy ngàn quân đội và thợ mỏ. Sáng mai liền lên đường sớm chút diệt đi quân đoàn thổ phỉ kia. Lục Ly lật xem một lượt tình báo, cảm thấy tốt nhất đừng để đêm dài lắm mộng, quân đoàn lưu phỉ này thường xuyên lưu thoáng tứ xứ, mong là đừng để chạy mất, không lại rắc rối to. Rất nhanh, hơn nửa ngày trôi qua, mấy người mạc thiên thiên vẫn chưa thấy đi về, Lục Ly hơi có chút bực bội. Lần này đi ra là để chấp hành nhiệm vụ chứ không phải du sơn ngoạn thủy, mạc thiên thiên làm thế này đúng là hơi quá. Hưu. Lát sau, một thân ảnh khoái tốc vọt tới, đi đến trước mặt Vũ Dương và Lục Ly, lắp ba lắp bắp nói. Vũ công tử, mau đi cứu người, thiên thiên tiểu thư và viên phong bị chấp pháp đội trong thành bắt lại. Bắt lại. Lục Ly và Vũ Dương nhìn nhau, không khỏi nghẹn lời, đi ra dạo phố mà cũng xảy ra chuyện được. Lục Ly nghe thấy chấp pháp đội liền không gấp, chăm chú hỏi dò. Tình hình cụ thể thế nào, nói nghe xem. Võ giả kia giải thích nói thiên thiên tiểu thư và chúng ta đang dạo phố thì một công tử sáp lại đùa dẫn thiên thiên tiểu thư viên phong giận mắng mấy câu thế là thủ hạ công tử kia động thủ viên phong bị đánh thương viên phong và thiên thiên tiểu thư đánh trả sau đó chấp pháp đội tới người hai bên đều bị bắt có chắc là động thủ sau không lục ly nhíu mày hỏi nếu là động thủ sau thì cái gì cũng dễ nói nhưng nếu là động thủ trước vậy thì cái gì đều nói không rõ hơn nữa công tử kia ngông cùng như thế không chừng có chỗ dựa trong thành cũng nên. Đích thực là bọn hắn động thủ trước. Võ giả kia lắp bắp nói, bị lục ly trừng một cái mới nói tiếp. Là viên phong đẩy trước một cái, cũng là vì công tử kia muốn bắt lấy tay thiên thiên tiểu thư, ta thề viên phong thật không động thủ, chỉ đẩy nhẹ một cái. Vũ Dương và Lục Ly liếc nhau, hai người đều nghẹn lời, đẩy một cái, thế này có thể nói là động thủ, cũng có thể nói là không động thủ. Nếu công tử kia tìm được nhân chứng nào đó, lại là công tử hoa cầm giới vậy thì chuyện này rắc rối to mạc thiên thiên thân phận tôn quý lộ ra thân phận hoặc là đại lão tử thần tới bên này ắt không dám làm loạn nhưng viên phong chắc sẽ gặp chuyện nhiệm vụ lần này cũng tính là thất bại lục ly mở miệng hỏi công tử kia bối cảnh thế nào là công tử bản thành chắc vậy võ giả kia gật đầu nói bên này vừa đánh lên rất nhiều võ giả xung quanh liền kéo tới xem lại đều đứng về phía công tử kia, tự hồ hắn rất nổi danh ở Hoa Cầm Thành, tên là Quỳnh Công Tử. Đi thôi, trước xem xem rồi tính. Vũ Dương thở dài một hơi, bóp nát ngọc phù trong tay, vừa đi ra không bao xa, một bóng người lập tức lách tới, Vũ Dương dặn dò mấy câu, sau đó cùng theo bọn lục ly đi tới Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ bên này sớm đã náo nhiệt dị thường, không ít người bao quanh vây xem, thực ra chấp pháp đội trong thành không mạnh, chỉ có ba tên thánh hoàng đầu lĩnh, ba tên thánh hoàng này còn không phải đặc biệt cường đại nhưng chấp pháp đội đại biểu cho lực lượng thống trị hoa cầm thành nếu dám động tới chấp pháp đội tất sẽ chọc giận hoa cầm thượng tiên hai người mạc thiên thiên lại đều đang ngụy trang thành cấp đế tự nhiên không dám động thủ với chấp pháp đội ngoan ngoãn để người dẫn tới phủ thành chủ phủ thành chủ do một tên thánh hoàng tọa trấn lúc này chính đang công khai thẩm tra xử lý khi lục ly và vũ dương tới nơi Mạc Thiên Thiên và Viên Phong còn tính là được đối xử công bằng, chỉ phải đứng ở một bên, khóe miệng Viên Phong còn rướng máu, một tay bị phế, trong mắt chất đầy phẫn nộ. Dừng lại. Vũ Dương và Lục Ly muốn tiến vào, lại bị người ngăn cản. Vũ Dương nhàn nhạt, nhạt nhìn hộ vệ kia một cái, nói. Chúng ta đi cùng với hai người trong kia, đây là lệnh bài thân phận của ta. Hộ vệ tiếp lấy lệnh bài, quét mắt nhìn qua, hơi khẽ biến, vội chạy vào tìm tên thống lĩnh, Thánh hoàng thống lĩnh nhìn lệnh bài Vũ Dương một cái, khoát tay nói: "Để bọn hắn vào đi, chẳng qua dặn bọn hắn đừng làm loạn, nơi này là Hoa Cầm Thành, không phải Thiên Việt Thành." Lệnh bài thân phận của Vũ Dương là lệnh bài nội bộ tử thần, đại biểu cho cao tầng tử thần. Tử thần uy danh hiển hách, tên thống lĩnh kia tự nhiên không dám đắc tội, Vũ Dương cũng chỉ nói đi vào quan sát chứ không yêu cầu gì thêm. Lục Ly và Vũ Dương vừa tiến vào đại điện, thánh hoàng ngồi trên chủ vị nhìn xuống mạc thiên thiên và viên phong quát khẽ nói sự tình đã rất rõ ràng các ngươi động thủ trước còn gì để nói nữa không ha ha mạc thiên thiên cười lạnh nói công tử hoa cầm thành các ngươi không chỉ đùa bẩn ta còn đã thương người của ta giờ lại đổi trắng thay đen thật tưởng chúng ta dễ bắt nạt hay là hoa cầm thành các ngươi giết thử chúng ta đi để xem hoa cầm giới các ngươi có gánh nổi lửa giận từ lão gia tử nhà ta không xong rồi. Nghe được lời này của Mạc Thiên Thiên, trong lòng Lục Ly không khỏi lo lắng, vị đại tiểu thư này ngang ngược ở Thiên Việt thành quen rồi, lại bị đám công tử kia chiều hư. Nơi đây là hoa cầm giới, tử thần ở cách rất xa, quan trọng hơn cả, hoa cầm thượng tiên chính là cường giả nổi danh ở thiên loạn tinh vực, bãi uy phong đại tiểu thư ở chỗ này không chừng sẽ phản tác dụng. Quả nhiên, thánh hoàng kia hừ lạnh nói dù lão gia tử nhà ngươi có mạnh đến mấy thì đây cũng không phải nhà ngươi đây là hoa cầm thành ở chỗ này phải tuân thủ quy củ của hoa cầm thành bay đâu bắt lại hai đứa này trước giam lại đợi ta báo lên thượng tiên rồi định tội sau chậm đã khắc này vũ dương cuối cùng nhịn hết nổi hắn sợ mạc thiên thiên làm loạn động thủ với chấp pháp đội nếu thật động thủ cục diện liền triệt để thất khống hắn truyền âm nói với thánh hoàng kia vị đại nhân này chúng ta là người tử thần, ta họ vũ, việc này liệu có thể mượn một bước nói chuyện được không? Trong chính đại cự đầu tử thần có một người họ vũ, vũ dương nói thế bằng với lộ ra thân phận. Thánh hoàng kia hơi ngớ, khẽ khoát tay, để đám võ giả đang định tiến lại khống chế mặt thiên thiên chờ một lát, sau đó chỉ tay về phía vũ dương nói. Các ngươi theo ta tiến vào nói chuyện. Vũ Dương và Lục Ly đi đến hành lang bên cạnh, cùng theo thánh hoàng kia tiến vào trong thiền điện gần đó, Vũ Dương lấy ra lệnh bài đưa qua nói. Gia chủ là Vũ Phi Đình. Thì ra là hậu đại của Vũ Lão. Trên mặt Thánh Hoàng lộ ra ý cười, nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi. Nha đầu ngoài kia họ loan hay họ mạc? Vũ Dương cười nói. Là nha đầu mạc gia, tuổi trẻ không hiểu chuyện, mong đại nhân đừng trách. Từng, Sắc mặt Thánh Hoàng kia thoáng hòa hoãn phần nào, giới chỉ trên tay Vũ Dương sáng lên, đưa qua một chiếc không gian giới chỉ, nói. Đây là để đại nhân uống trà, việc này chỉ là nói cho cùng chỉ là đám thanh niên hồ nháo với nhau, ta thấy, chắc dừng lại ở đây được rồi. Thần niệm thánh hoàng kia quét vào không gian giới chỉ một cái, phát hiện bên trong có tận 10 ức thiên thạch, vũ dương ra tay đúng là hào phóng. Nhưng hắn không tiếp lấy không gian giới chỉ mà có chút khó xử nói. Công tử bên này là tàng tôn của vệ lão, vệ lão chỉ có mỗi đứa chắc trai là hắn, bởi thế việc này tương đối khó làm. Vũ Dương nhíu mày hỏi vệ lão là thánh hoàng giải thích nói tồn tại gần với thượng tiên ở hoa cầm giới hiểu rồi vũ dương lần nữa lấy ra một chiếc không gian giới chỉ đưa qua nói còn mong đại nhân tùy nghi xử lý đây vốn là chuyện nhỏ nếu náo lớn đối với song phương đều không tốt đúng không nào lần này vũ dương đưa đi qua hai mươi ức thiên thạch tổng cộng là ba mươi ức giờ thánh hoàng kia mới mãn ý thu lại gật đầu nói Việc này để ta đi khơi thông xem sao Dặn nha đầu kia trước hơi an chớ nóng Nếu còn náo nữa Ta sợ cục diện thất khống Vũ Dương khẽ gật đầu Thánh Hoàng đi ra ngoài Để hộ vệ dẫn đi Mạc Thiên Thiên và Viên Phong Vũ Dương truyền âm cho Mạc Thiên Thiên Dặn nàng đừng ồn ào Cứ thành thành thật thật đợi ở đấy Việc này náo lớn sẽ rất phiền phức Rốt cuộc Mạc Thiên Thiên cũng chưa bị tổn thương gì Mạc Thiên Thiên tức tối đi theo hộ vệ Viên Phong không dám nói gì chuyện này đích thật là công tử miệng lưỡi ba hoa đùa dẫn mạc thiên thiên mấy câu mạc thiên thiên mặc dù cải trang nhưng vẫn tuyệt sắc thực lực cũng áp chế ở cấp đế lang thang trên đường khó miễn chiêu ông dẫn bướng tên quỳnh công tử kia không mạnh chỉ là thánh hoàng sơ kỳ viên phong thân là hộ hoa sứ giả cơ hội như thế đặt ở trước mặt há có thể lỡ qua lập tức phát sinh tranh chấp với công tử kia đồng thời dùng sức đẩy đối phương một cái hắn tưởng ở trong thành quỳnh công tử sẽ không dám đánh nhau lại không ngờ thủ hạ Quỳnh công tử trực tiếp động thủ. Thiếu chút giết luôn hắn. Nói cho cùng, trong chuyện này song phương đều có lỗi, nhưng thế giới này không phân đúng sai, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Nơi đây còn là địa bàn Quỳnh công tử, nếu mấy đứa ngoại lai mà Quỳnh công tử đều ép không được, ngày sau còn làm sao lăn lộn ở hoa cầm giới. Hoa cầm giới có tổng cộng 4 vị cường giả tiếp cận đại viên mãn, tầng tổ phụ Quỳnh công tử chính là một trong số đó, còn là nhân vật xếp hàng số 2 ở hoa cầm giới. Nếu chỉ là công tử bình thường, nguyên lão chấp pháp đội biết được thân phận mạc thiên thiên, chắc chắn sẽ lập tức thả người. Bởi thế suy cho cùng vẫn là thế lực sau lưng quỳnh công tử không sợ mạc gia, tử thần cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ mà toàn diện khai chiến với hoa cầm giới được. Lấy chiến lực hoa cầm thượng tiên, kết hợp với chiến lực cường giả hoa cầm giới, mặc dù so ra vẫn kém tử thần một chút, nhưng tử thần muốn hủy diệt hoa cầm giới tất cũng phải tổn thất thảm trọng, khi ấy cục diện sẽ là lưỡng bại câu thương. Bọn Vũ Dương lui ra ngoài chờ tin, Mạc Thiên Thiên lộ ra thân phận, phía chấp pháp đội hẳn không dám làm loạn, thế nên Vũ Dương chỉ cần chờ đợi kết quả đi câu thông của nguyên lão chấp pháp đội là được. Theo như Vũ Dương phỏng đoán, chỉ cần cao tầng hoa cầm giới không ngốc, nhất định sẽ thả hai người Mạc Thiên Thiên ra, đây lại không phải đại sự gì, thanh niên nảy sinh tranh chấp là điều hết sức bình thường nếu làm lớn chuyện kinh động đến cao tầng mạc gia khi ấy hoa cầm giới chưa chắc đã có kết cục tốt vũ dương và lục ly tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại chờ đợi tin tức từ bên kia ở trong khách sạn lục ly lại bắt tay bố trí một phen để huyết linh nhi bố trí một đạo thần văn chính hắn cũng bố trí sẵn truyền tống trận một chiều lục ly người bố trí mấy thứ này làm gì vũ dương có chút buồn chán nhìn lục ly bố trí hỏi Ngươi sợ hoa cầm giới không thả mạc thiên thiên Thậm chí còn đối phó chúng ta Không phải Lục ly lắc đầu nói Ta sợ mạc thiên thiên làm loạn Nàng trước nay luôn là tiểu công chúa Được người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa Đoán chừng chưa từng chịu qua khuất nhục như thế Bản thân chiến lực nàng lại mạnh Một khi làm loạn Chúng ta đành phải lập tức rời khỏi nơi này Sau đó nghĩ cách đào tẩu Chắc không đến nỗi đâu Vũ Dương chớp chớp mắt nói ai hay e mạc thiên thiên đều rất cao nàng lại không phải loại ngớ ngẩn không có đầu óc sao có thể làm loạn được cẩn thận một chút vẫn hơn lục ly nói sau đó tiếp tục cặm cuội bố trí huyết linh nhi cũng bố trí mấy đạo thần văn trong thành bảo vũ dương và lục ly cứ thế ngồi ở đây chờ đợi quanh một canh giờ sau phía phủ thành chủ vang lên tiếng nổ kinh thiên thần niệm lục ly và vũ dương tức tốc quét qua thấy được mạc thiên thiên và viên phong sung thiên mà lên trong tay mạc thiên thiên còn bắt lấy một con tin chính là công tử tuổi trẻ mặc hoa bào khi trước công tử này ngực be bét máu xem ra đã bị trọng thương không hay vũ dương kinh hô một tiếng đang định lao ra lục ly lại đưa tay kéo hắn nói đừng nhúc nhích để ta truyền âm cho mạc thiên thiên mạc thiên thiên mau vào đây lập tức lục ly truyền âm đi qua thần niệm mạc thiên thiên quét tới nàng thoáng ngập ngừng song sau cùng vẫn cắn răng sách lấy con tin và viên phong vọt đến chỗ này. Ngay khi mấy người mạc thiên thiên vừa đi vào, Lục Ly lập tức để huyết linh nhi bóc mở thần văn. Cùng lúc, trong thành có mấy đạo khí tức cường đại phù hiện, như là từng con cự thú thức tỉnh, sau đó hơn 10 đạo thân ảnh điên cuồng phóng tới bên này. Đi! Truyền tống trận một chiều sớm được Lục Ly bố trí phát huy tác dụng, hắn quát khẽ một tiếng, mang theo đám người mạc thiên thiên vũ dương xông vào. Ông! bạch quan chớp lóe mấy người lục ly tan biến trong truyền tống trận sau đó truyền tống trận bỗng chật nổ tan tành truyền tống trận một chiều di chuyển không xa truyền tống xong sẽ trực tiếp nổ tung ầm ầm ngay khi các nàng vừa truyền tống đi trên bầu trời một bàn tay khổng lồ trấn áp xuống thần văn do huyết linh nhi bố trí trực tiếp sụp đổ trọn cả thành bảo bị chấn thành phấn vụn sự thật chứng minh lục ly tu kiến truyền tống trận vô cùng hữu dụng đồng thời cũng chứng thực suy đoán của hắn Mạc Thiên Thiên làm loạn. Nếu không nhờ có truyền tống trận được chuẩn bị sẵn này, các nàng chắc chắn trốn không thoát, cả đám tất sẽ bị bắt lại. Khoan nói bị đánh chết, chí ít cũng phải chịu khổ, hứng chịu tra tấn một thời gian. Tối thiểu phải chờ khi đại lão tử thần tới thì mới cứu ra được. Ở đây người được đảm bảo an toàn trăm phần chỉ có Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương. Còn mấy người lục ly thì khả năng bị giết là không nhỏ. Trước cuộc bọn hắn không có chỗ dựa, gia tộc quỳnh công tử nhất định sẽ cầm bọn hắn đi ra lập uy bằng không làm sao phục chúng lần này không thể trách mỗi mạc thiên thiên mà là do quỳnh công tử tính làm bậy hắn tới ngục giam chấp pháp đội dẫn theo mấy tên thánh hoàng ý đồ bắt lại mạc thiên thiên trực tiếp cưỡng gian ngay trong ngục giam để tiết hận võ giả chấp pháp đội lại không biết thân phận mạc thiên thiên tên nguyên lão khi trước thì đã đi bẩm báo hoa cầm thượng tiên quân sĩ bình thường sao dám cản quỳnh công tử kết quả tự nhiên là dẫn phát chuyện sau đó mà ai nấy đều biết trong cơn phẫn nộ mạc thiên thiên và viên phong trực tiếp động thủ giết chết một tên hộ vệ sau đó bắt quỳnh công tử làm con tin bay thoát ra ngoài mạc thiên thiên còn chưa mất đi lý trí không đánh chết quỳnh công tử mà chỉ đánh trọng thương cường hành mang đi làm con tin chỉ là trong thành này có tận bốn tên cường giả tiếp cận đại viên mãn bắt hay không bắt con tin đều chẳng khác gì nhau nếu không nhờ lục ly sớm có bố trí lúc này cả đám chắc đã bị bắt lại rồi. Ông! Mấy người lục ly hiện ra trên một phiến đồng hoang, vừa đi ra lục ly liền quát khẽ. Tất cả tiến vào trong không gian thần khí, ta mang các ngươi thoát đi. Ngữ khí lục ly chém đinh chặt sắt, không dung nghi ngờ. Vũ Dương và Mạc Thiên Thiên đều không cảm thấy gì, viên phong và tên võ giả còn lại, trần cô lại có chút khó chịu, lục ly dựa vào cái gì mà ra lệnh cho bọn hắn lại nói tiếng vào trong không gian thần khí làm gì? Lục Ly có thể dẫn bọn hắn rời đi được ư? Nếu Lục Ly chết rồi, chẳng phải bọn hắn đều bị liên lụy? Vũ Dương không có bất kỳ dị nghị nào, mà Thiên Thiên lại Dương Quỳnh công tử ở trong tay, nói: "Để ta giết đứa này trước." "Ngươi dám giết ta?" Mặc dù Quỳnh công tử đang trọng thương, còn bị phong ấn, lại chẳng hề có chút gì sợ sệt, cười lạnh nói: "Giết ta, đám người các ngươi đều phải chết." tộc quần các ngươi cũng bị hủy diệt, hừ hừ. 3. Lục Ly trở tay quất cho một tác, sau đó rút ra dao găm, như thiểm điện đâm tới dưới hông Quỳnh Công Tử, hung hăng xoắn thêm vài vòng, Quỳnh Công Tử lập tức kêu thảm, trong mắt đầy vẻ khuất nhục. Đứa nhỏ của hắn bị Lục Ly cắt thiến ngay trước mặt mỹ nữ, mặc dù ngày sau có thể chữa trị, nhưng nỗi nhục này sợ rằng cả đời đều sẽ không quên. Giúp ngươi xả giận, thả đi. Lục Ly nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Thiên phẫn hận nhìn Quỳnh Công Tử một cái rồi tiện tay vứt xuống đất, nghĩ nghĩ còn duỗi cước ra hung hăng tại đạp mấy phát lên mặt, lúc này mới nói. Cút! Ông! Lục Ly thu Mạc Thiên Thiên vào không gian thần khí, sau đó đến lượt Vũ Dương, hai người không nói nhảm nửa lời, cũng không hề kháng cự. Lục Ly lại nhìn sang Viên Phong và Trần Cô, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi có vào không? Không vào thì tự nghĩ cách mà đào mạng. Viên Phong và Trần Cô nhìn nhau một cái, cuối cùng đều chọn tin tưởng Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương, hai người cũng không kháng cự, mặc cho Lục Ly thu vào. Lục Ly vận dụng thần ẩn thuật khoái tốc trốn về nơi xa. Hắn tin tưởng rất nhanh hoa cầm giới sẽ bị phong tỏa, giờ mà còn không chạy, rất có thể sẽ bị truy tung ra được, rốt cuộc nơi này có tận bốn tên cường giả tiếp cận đại viên mãn. Hiện tại ngoài hư không còn chưa bị phong tỏa, Lục Ly nhẹ nhàng tìm hành đi qua, không dừng lại dù chỉ một giây, cứ thế hướng thẳng đến cổ nguyệt giới, địa điểm để thực hiện nhiệm vụ lần này. Quỳnh công tử chưa chết, thân phận địa vị Mạc Thiên Thiên và Vũ Dương lại đều siêu nhiên, lục ly tinh tưởng hoa cầm giới cùng lắm chỉ phái ra quân đội tra tìm một phen, sau đó phát văn kiện chất vấn tử thần, việc này liền coi như xong. Còn đại động trang quan, hoa cầm giới chọc giận tử thần, đến lúc đó thứ phải đối mặt chính là ám sát không chỗ không vào từ tử thần, hoa cầm thượng tiên không ngốc, tự nhiên sẽ không làm loạn. Bay gần nửa ngày, đằng sau không thấy có truy binh, Lục Ly lập tức yên tâm phần nào. Hoa cầm giới chỉ có bốn tên cường giả tiếp cận đại viên mãn, không khả năng đích thân đuổi giết, quân đội và thánh hoàng bình thường lại không phát hiện được hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.